Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay thì mình ăn một tô mì các bạn đấy, hai gói mì tôm này, mì pha vào đây, ủi nước tan hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ mời các bạn ăn mì các bạn nha, vì hôm nay mình nấu nước hơi ít ấy, là mì nó đã cạn rồi, mình có đang đói mới có ăn mì nhé. Vừa ăn vừa trò chuyện. Mình nấu được một lúc rồi, cũng còn đang nóng ấy, nhưng mà mình cạn mất nước rồi. Mì ngon. Nấu nước nó hơi bị cạn các bạn. Ăn nước nó mới ngon. Mình cho mình tự đủ nước của mình hơi hơi ít. Mình khô rồi. Mùa này lạnh lạnh, ăn ấm này ngon ạ. Trời lạnh vậy mà ăn tôm bìm ấm bụng. Tự mình hơi cắn nước. Mình nấu canh rau cải các bạn, đúng không? Nước các bạn, mình hơi nước hơi khô phải có thêm nước lọc. Còn tí nữa. Cảm ơn lỡ nha. Mình phát thêm một nửa quả chanh nữa và ăn chua chua ngọt ngọt. Ngon. Trắng trắng rồi đậu các bạn. Và mình ăn đậu vẫn còn nữa, ăn cho ngon. Lạnh lạnh là ăn mì ngon nhất. Ấm. Lại đi cho mì vào cái nồi, nồi ấm ấm lên. Vừa mình thích nhất là kiểu vừa ăn trên bếp ga ấy, vừa ăn bao nhiêu tảo bấy nhiêu, ăn thì vừa lại ngon. Nhân lẩu ấy. Mình một mình ăn không ngon là hai người ấy. Xì xô ăn ngon lắm ạ. Lâu ăn mì cũng đỉnh nhỉ, mì cũng đỉnh ăn ngon. Cả hết rồi. Gia đình có cao không? Bây giờ mình bạn không thấy rồi. Ngon. Mình quất tận hai gói. Cả da mình rồi, khóc.
con trai thì mình nó bị ốm ạ. Mấy hôm nó không hót được, hai hôm nó ngất rồi. Nó bị ốm. Rất buồn, cần nó mệt các bạn. Nó không muốn hót như mình, nó ốm không muốn làm gì, muốn nằm mất đồng cứ gục rồi cứ kệ. Họ. Nên hôm qua về thì bà chồng mình đi mua thuốc cho nó, hôm qua về thì hôm qua hôm nay là uống thuốc thì nó khỏi rồi các bạn. Hôm nay thì hót rồi. Đó, hôm qua thì nó hót rồi. Bình thường thấy nó hót nhất tai nhưng mà nó không hót. Mình rất là mình thấy nó kiểu nó lo, thấy nó thiếu thiếu cái ta quen không quen. Thì nó hót hoài nó quen được. Quen cái ngay thằng trai mi cui này hót rồi. Và đi bác sĩ thú y một chút gà nó. Nó bị đi ngoài mà. Đấy, nó khỏe cái nó hóc ngoài đấy. Còn ít là mình nóng không? Thời tiết này thay đổi dễ cúm. May là nhà mình chỉ nuôi nuôi con gà, các bạn sợ mà nuôi 2-3 con cũng không biết là lan sang nhau. Nhưng trước nhà mình ở phòng trọ cũ chồng mình có nuôi mấy con, nhưng mà nó cứ bị lây lan sang nhau đi ngoài rồi không biết, xong cứ lây lan sang nhau là dần dần là nó bị chết các bạn. Nhưng là nhà mình có một thằng con dai, thằng mi cu này là thầy nó ủ rũ cái là phải đi mua thuốc cho nó ngay, sợ bị sao thì mà không phải nó hay gáy các bạn đó. Như là nó hót bù hai hôm cũng nó hót thì mua thuốc cho bôi cho nó uống thì nó đỡ hơn các bạn. Mấy hôm thì nó cứ bị xuống cái lông lên, nó cứ cọp đầu các bạn, nó cũng ngoẹo ngoẹo nó thóc như ăn đẹp cổ nó mệt rồi. Nhưng cổ nó sụp lên, mua thuốc cho nó uống này nó mới đỡ. Nó cứ như mình các bạn, cúm một cái mua thuốc uống luôn thì nhanh khỏi. Vì được chút là mình nuôi mà không để ý luôn, cứ là nó không ăn ấy, nên cũng không để ý. Một phần là do cho mình đi làm về muộn nữa nên là không theo dõi được. Bây giờ còn mỗi con trai kim nhà mình thằng Miku nhà mình thì cho đây, nó ở ngay đây mình còn để ý được. Ví dụ nó ủ rũ hay bị sao còn biết thì bà chồng thuốc nó uống. Ít ra chuồng của nó lắm. Mùa tù lớn mình ra chuồng nó phát chuồng lắm. Mấy mình không để ý được biểu hiện của nó. Nó chẳng ăn nó thật rú ấy. Những thằng mi cu nhà mình thì cũng kiểu là nó ốm ấy. Nó vật rú không ngang như mọi ngày, lại không hót như mọi ngày thì mình còn dễ để ý được. Như vậy con trừ nó cứ đi bình thường nên là khó để ý lắm ạ. Khổ thế đấy, gà bây giờ bé. Thế các bạn ơi, mình cũng đã ăn xong rồi, các bạn ạ, thì kèo mình cũng xem. Thế lúc này đây thôi, nếu các bạn thấy video mình hay, thì một like, một share, và đăng ký kênh ủng hộ video nhiều hơn. Bye bye các bạn.